Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyễn Vũ Audio. Hôm nay thì em lên giới thiệu đến các bác cái dòng âm ly của Sony. Con này nó là dòng MD717 các bác nhá. Đấy, Sony 717. 4 thớt, gồm một thớt tuner, một thớt âm ly, một thớt MD, một thớt CD. Đó. Cái này thì các bác có thể là kê hai thớt này xuống dưới cũng được nhé, hoặc là có thể để trồng như này. Đấy, thì nó nhiều cái cách bố trí làm sao mình thấy nó đẹp mắt là được các bác nhá. Không nhất thiết phải kê nha em. Mình có thể để bỏ hai thớt này xuống dưới này làm một cái thớt ngang được. Đó, phía sau thì bạt ngàn tiện ích để cho các bác cắm luôn. Đây, em đang kêu nối máy tính này. Các thớt liên kết với nhau bằng sợi cáp các bác nhá, bằng cáp. Đây dây nguồn đây các bác nhá. Đây là dây để kẹp loa này. Bác nào có loa rồi thì về cứ việc kẹp vào là xong. Đấy, con này thì em bán xả cho các bác về làm công suất âm ly. Được chưa? Cắm điện thoại máy tính nghe nhạc. Đó, còn CD MD thì về các bác kiểm tra thay mắt nhá. Được chưa? Tại vì là em test đây thì mắt nó kém rồi. Đấy, thì em bán đây là chủ yếu là bán để làm các bác ghép máy tính điện thoại âm ly mà. Tiếng cực kỳ hay các bạn, tiếng cực kỳ hay luôn. Có chỉnh bát này, tép này. Rồi chế độ hỗ trợ độ trầm này. Ba lăng cân bằng giữa là trái là phải này, volume này. À, đây là có cái chế độ này đánh như là kiểu như là thêm trầm các bạn, đây này, kiểu như ép bát ở trên các cái con khác. Nghe sướng lắm các bạn. Chất nó đánh tiếng nó rất là đầm và sâu. Con này thì combo 4 thớt luôn em báo giá nhá. Combo 4 thớt này để các bác là 2.350.000. Các bác nhá. 2.350.000 là combo cả 4 thớt luôn. Hàng nguyên bản, nguyên zin 100% cho các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái nhá. Bây giờ em lên nhạc các bác nghe thử một đoạn nhá. Cho anh gặp lại em trước khi mình cách xa. Nửa quãng đời về sau. Người em đã ra đi. Không.
Dạ vâng nhá. Đấy thì vừa rồi thì em cũng test qua một đoạn chân âm. Đấy các bác xem ok thì báo nhá. Giá thì combo cả 4 thớt luôn nhá. Combo cả 4 thớt là 2 triệu 350 nghìn nhá. 2 triệu 350 nghìn. Vâng. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.